hơn 75.000 trong số 150 chậu hoa tại thủ phủ Hoa Cúc Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã được các thương lái thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang, Đắk Lắc đặt mua hết sạch cách đây một tháng. Hoa cành nụ đều rất đẹp nên Hoa Cúc Ninh Giang đạt giá cao nhất trong vòng mấy chục năm nay, có chậu lên đến 1,7 triệu đồng. Tết năm nay, nông dân Ninh Giang trồng khoảng 150 chậu cúc, chủ yếu là giống cúc pha lê, đại đoá. Trong năm qua, đợt luộc đã làm toàn bộ hoa màu của phường Ninh Giang bị ngập tiếp đó lại đến bão ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoa cúc toàn thị xã bị cúp điện ảnh hưởng không nhỏ đến việc trông đèn kích thích cây tăng chiều cao người dân phải rất vất vả để khắc phục thuê máy phát điện để trông đèn cho hoa tìm mua các loại thuốc kích thích cho cây ra rễ lá may mắn là sau bão thời tiết ấm lên kích thích hoa cúc phát triển tốt và nở đúng thời điểm